Bởi vì là thực sự mà phải có tranh cãi thì mới có hiểu nhau. Không thể nào mà lúc nào mình cũng có hòa thuận thôi, cứ đi cùng nhau như thế thì đâu có gì để nói đâu. Thế thì một câu hỏi dành cho Ruby, đó là đã từng bao giờ bạn đã có một cái cuộc tranh cãi nào với một thành viên còn lại trong nhóm Pháp TV không? Chịu bây giờ anh bảo bây giờ mình có cần bao nhiêu thời gian để kể vấn đề này không? Phải chi tiết thì em nghĩ là không nhiều lắm, quên. Okay. Không nhớ nổi, nhưng mà để mà nói đi với nhau cả một quãng đường dài đi với nhau cả một quãng đường dài gần 6 năm rồi thì chắc chắn là cái điều đó là điều không thể nào thiếu được. Bởi vì là thực sự mà phải có tranh cãi thì mới có hiểu nhau. Không thể nào mà lúc nào mình cũng có hòa thuận thôi, cứ đi cùng nhau như thế thì đâu có gì để nói đâu. Thế rồi những cái lúc mà mình cãi nhau, mình tranh cãi như vậy thì mình giải quyết như thế nào? Tức là tụi em được một cái là mọi người rất là đồng lòng. Là ví dụ như là khi mà có một thành viên tranh cãi với lại một thành viên nào đó trong nhóm thì những người còn lại sẽ ngồi lại và gọi là giảng hòa. Hoặc là ví dụ như là sẽ có một cuộc nói chuyện giữa mọi người và mọi người thì mỗi người sẽ góp ý với nhau về những cái mà mình sai hay mình đúng, và từ đó thì đưa ra hướng giải quyết là bỏ qua cho nhau, hoặc là những cái đó nó thực sự là nó không đáng để cho xảy ra một cái mâu thuẫn quá lớn để mà chúng ta phải xa nhau cả. Cho nên là mỗi lần mà xảy ra mâu thuẫn thì tất cả mọi người đều ngồi lại và sau đó chia sẻ với nhau, và sau đó thì ok, cảm ơn review rất là nhiều. Và ở đây thì Bảo là cũng chuẩn bị một vài câu hỏi, thế là ai là người có nhiều cái ý tưởng nhất về việc mà phát triển kịch bản? Vinh Rồng. Kịch bản thì mỗi người một cái thế mạnh riêng. Thì nó ở trong cơm nguội thì cụ thể là bốn người: Viễn, Vinh, Phương, Thái. Thì Viễn thường đề xuất cái hướng đi, Thái thường đề xuất những cái tình huống, và Vinh thường những cái câu thoại là Vinh. Còn Phương thì sẽ nhìn nhận lại những cái, Phương thì nói chung cũng ít, nhưng mà Phương mà đề ra cái hướng này thì chắc chắn hướng đó xài được. Ok. Nói chung là thế Phương thì ai là người bình tĩnh nhất? Cái chữ bình tĩnh ở đây là trong mọi cái vấn đề đều bình tĩnh xử lý mọi cái mâu thuẫn hay cái giải quyết gì đó. Thái. Em. Rồi đúng là thật sự là phải nói là một quản lý lúc nào về mặt thời gian công việc cũng như vậy, và rất khó. Thì hôm nay thì mới mời anh Tài ngồi ở đây để có những cái chia sẻ. Chính vì như vậy thì câu hỏi vừa rồi cho Tài trả lời luôn. Ok, mời anh Tài. Anh nghĩ thì bình tĩnh nhất. Bình tĩnh nhất có thể là nói là bạn Long. Long có thể là bình tĩnh nhất. Long bây giờ. Long thì gọi là Long hoa hậu thân thiện, cho nên là cứ có cái vấn đề gì thì Long sẽ là người bình tĩnh nhất, rồi phân tích cho những thành viên mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là cái nào đúng cái nào sai, rồi cổ động những bạn khác gom lại là ok, là đối với một cái lỗi như vậy thì nên xử lý như thế nào, rồi cái nào nên bỏ qua, cái nào nên phải dằn mặt để cho rồi cảm ơn anh Tài rất nhiều. Xin mời ý kiến của thái vụ. Anh Tài nói Long thời điểm này thì đúng rồi đó, nhưng mà thời điểm anh Long ngày trước đó thì thôi, nhấc cái giò lên mà nghe tiếng động rồi gì bình tĩnh ghê luôn. Hồi trước là vậy thôi, hồi trước, nhưng mà sau một cuộc họp cũng sẽ có mâu thuẫn rất là nhiều. Người nói anh Long anh chút xíu anh làm cái ghê, bình tĩnh chút nói chuyện, rồi sau khi những cái mâu thuẫn đó như Ruby nói hồi nãy thì sẽ có cái cuộc họp. Và chỉ trước anh Long và anh Linh, anh Long sẽ được ngồi xuống chính giữa, và anh em vây quanh bắn vô, bắn vô. Từ đó anh Long trở thành Long bình tĩnh nhất của bây giờ. Và bây giờ thì là một hoa hậu thân thiện của nhóm. Nói như vậy thôi, nhưng mà có lẽ rằng là anh Long thì cũng đóng vai trò rất là nhiều những cái hoạt cùng với hoạt động của Pháp TV. Giống như hồi trước thì cũng có từng có một cái câu chuyện kể về anh Long, giống như cái việc mình mất cái flycam đó, và anh Long vẫn bình tĩnh đi thắp nhang để tìm cái flycam đó lại. Anh Long chỉ bình tĩnh đi thắp nhang thôi, còn Thái là đi tìm. Anh Long chỉ bình tĩnh thắp nhang, còn Thái đi tìm, leo lên núi tìm. Vừa mất cái flycam cái Long bắn xe phía lên núi cấp nhang ở đây, anh em dò tìm định vị người ta đi tìm chứ. Thì đấy mới gọi là đúng cái chữ mà hồi nãy hỏi là ai là người bình tĩnh. Đúng, bình tĩnh luôn, đúng bình tĩnh. Và thế thì một câu hỏi còn lại đó là ai là người nắm két sắt của Pháp TV? Thủ quỹ toán. Riêng nhưng mà về cái khoản mà ví dụ mà tiệc tùng với nhau thôi thì ai sẽ là người giữ cái quỹ đó?
Rồi, ok. Anh Long có gì liên hệ với hãy lấy số tiền kia. Rồi, ok. Sau khi đạt nút kim cương thì lúc nãy thì mình cũng hỏi là nhóm đặt mục tiêu là về cái nút ruby tiếp theo, đúng không ạ? Đó là về cái mặt surprise, thì chúng ta còn những dự án gì tiếp theo nữa trong những thời điểm sắp tới không? Dự định gần nhất của Viễn có nghĩa là vẫn là tìm những con người. Thì khi nhưng mà tìm những con người tốt để bổ sung cho cái nhân sự làm những cái nền tảng tiếp theo sau này của Phát Vi, khi mà tụi mình qua thời thì có thể là những cái bạn đó sẽ thay tụi mình phát triển Phát Vi, và tụi mình sẽ có thể làm những có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những cái hướng phát triển lớn hơn. Và gần đây thì những cái sản phẩm không chỉ riêng cơm nguội từ Pháp TV thì vẫn được sự đón nhận rất nhiều từ quý vị khán giả. Có bao giờ mình lo cái chuyện là, tại vì em thấy hầu như là những cái sản phẩm đặc biệt là cơm nguội xuất hiện như tập vừa rồi luôn thì mình vẫn nằm trong bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube. Mình có lo rằng là đó là cái áp lực dành cho mình khi mà mình bắt đầu phát hành một cái tập phim? Cái áp lực thì cái đó thì mình không có quan trọng cái chuyện đó. Quá quan trọng là những cái tập phim của tụi em làm ra đều phải chất lượng, tụi em cảm thấy hài lòng khi mà làm ra được những sản phẩm như vậy. Còn về cái thị chúng khán giả thì tùy gu mỗi người thôi. Mình không có ép người ta được là cái này bắt buộc mọi người phải thích hay gì đó. Nhưng mà bảo có thấy một vài câu hỏi của vị khán giả rất là hay, đó là Pháp TV ra mấy trăm tập rồi, thế thì về cái mặt mà kịch bản đấy, về ý tưởng đấy, thì mình có lo lắng rằng là mình sẽ không còn suy nghĩ được ra nữa hay không? Tại vì nó rất là nhiều và mình phải suy nghĩ liên tục cho những tập phim, những dự án như vậy. Về sau này thì nó có đỡ hơn một chút, là có học hỏi qua những thầy cô về viết kịch bản, thì những cái hướng đi sau này thì nó sẽ thật sự là nó sẽ dễ hơn, có những cái kinh nghiệm về là viết kịch bản để làm cho tụi mình viết dễ dàng hơn, lẹ hơn. Thế thì vẫn có những cái xu hướng hiện nay trên YouTube mà mọi người gọi đó có thể là tích cực, tiêu cực, tùy vào cách nhìn nhận của mọi người. Thế nhưng mà ví dụ những cái như là siêu to khổng lồ này, hay có nhiều cô hot girl xuất hiện trong một tập phim để lôi kéo khán giả, thì mình đã bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó chưa? Thật sự là mình chưa coi một cái phút nào của những cái đó. Tại vì cảm giác, tại vì mình thích phim hơn, và những cái đó không phải là phim, nên mình cũng không có quan tâm về những cái chuyện đó.